Chào tụi mày nha. Tao tính mập của tụi mày là nếu mà tụi mày có coi được cái clip này thì chắc sẽ rất là đáng quý với tao lắm. Hello mọi người, tôi là Ngọc Hưng Lê. Tôi bé nội tao bao, mọi người nhớ tôi không? Thì cũng gần cuối năm học rồi, bữa nay thì mình quay một vài cái video để kỷ yếu, nói về kỷ niệm một năm của lớp tụi mình. Thì cảm ơn tất cả mọi người trong một năm vừa qua thì đã cùng gắn bó với nhau và tạo nên một cái kỷ niệm thật là đẹp. Một năm vừa qua tôi rất hối hận khi tôi vô cái lớp này. Ngọc Hương Lê dù cọc tính, nói chuyện rất là khó chịu nhưng mà lúc nào cũng yêu thương mọi người. I love you. Tao hết năm 12 này, tao chúc cho tụi mày được đi theo con đường mà tụi mày mong muốn. Tụi mày sau này tụi mày nhớ tụi mày đừng có quên tao nha. Năm nay sẽ đậu tốt nghiệp 100% và chọn được một cái trường đại học mình yêu thích. Tất cả đậu tốt nghiệp nhé. Chúc các bạn thành công trong tương lai. Vỗ tay. Chicago to the past. So tell me if this is
vào mấy rồ 12C. Hôm nay là còn 60 ngày nữa thi tốt nghiệp. Chúc cho 12C kịch thi tốt nè, đậu nè. Chúc cho Tính Mập được bớt hơi heo và giảm được cân. Giảm được cân. Bé ỉa bớt hổn. Quệ Thư bớt đòi tiền ha. Ngọc Hương Lê bớt phiền ha. Chúc Phú Vinh với Thiều Bảo Trâm 2-3 năm nữa sẽ có nhẫn cặp ha. Tôi chúc tôi vài năm nữa sẽ bớt dồn và xinh đẹp hơn. Xin chào mọi người, mình là Nguyên Bánh Tầm. Mình có món bánh tráng xì ke 10k một bịch. Mọi người có muốn mua thì liên hệ với Thảo Nguyên, Nguyễn Thảo Nguyên với số điện thoại là 0912 911 4334. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi. Xin chào mọi người. Mình là thủ quỹ của lớp 12G. Thì chúc mấy bạn là sau này mấy bạn là vui vẻ và hạnh phúc dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúc 12G thi đậu tốt nghiệp và đạt được ước mơ của mình nha. Và chúc bạn Nguyễn Tính là bớt biến thái lại với mấy bạn nữ. Tôi không có gì để nói, dẫn tôi nói mấy con tôi chửi mấy này. Tâm nguyện lớn nhất của em là em được làm trong Bộ Ngoại giao. nhưng mà em vẫn mong em có một người chồng đẹp trai, giàu có, gia đình thì cũng khá giả, như có vài chiếc xe hơi. Em cũng không cần nhiều. Dạ em độc thân, Facebook của em là bíp 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 bíp. Và lời đầu tiên xin chào mọi người và tất cả các đồng hành mọi người ở đây. Và em tên là Trân. Em xin chúc mọi người là hả học giỏi nè, em là xinh đẹp ha, em là hả cao. Em hả là phải giỏi ha, rồi em hả thiệt là Tính nhớ giảm cân nha anh Tính. Hương súng đạn bớt nghiệp với tôi nha bạn. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã cùng tôi học hết năm lớp 12 này. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hạnh. Năm vừa qua mình trải qua bên lớp 12C này có những vui buồn, mình vượt buồn vì người trong lớp xích mích với nhau, đến cuối năm không có được một tấm hình chụp chung cả lớp nữa. Sau này mấy bạn muốn ngồi trên mấy trường cũng không được nữa. Nhưng bên cạnh đó mình rất vui vì có những người anh em bên cạnh, dù buồn vui dù có như thế nào mình vẫn bên mình ủng hộ mình. Chúc mọi người thi tốt, đạt được thành công trong tương lai. Cuối năm lớp 12 này mình chúc mấy bạn thi tốt, đậu được trường mình được mong muốn, đặc biệt là đến nhớ giảm cân đạt được 6 muối nha anh. Hôm nay mình quyết tâm, mọi người ai cũng quyết tâm vượt qua cái mùa dịch này và thi đậu tốt nghiệp, chọn được cái trường đại học mình yêu thích. Tao tên Tính, tao nói thiệt luôn, tao ở lại thiệt, nhờ mà ở lại tao mới gặp được lớp mày. Mấy đầu năm vô thì tao nghĩ lớp này thôi nát rồi, thấy bành rồi, nhưng mà sau này học được một thời gian thì tao mới thấy nó nát thiệt. Kiểu mà từ từ học dần thì tao thấy vui, tao thấy mỗi ngày lên lớp hình như là tao có một cái động lực gì đó kiểu khiến tao vinh lớp. Mấy lúc mà được nghỉ ở nhà thì tao nghĩ, nói thiệt là tao sẽ buồn lắm, kiểu mà mỗi ngày vinh lớp mình cười giỡn với lớp gì đó, mà tự nhiên cái có ngày nghỉ cái buồn chứ. Thì lên trong lớp thì thời gian rảnh thì tao có hát chung với chị Ba, chị tao có đâu có xung quanh đâu có bạn bè, có Hương Lê, có tất cả mọi người ở đây. Tôi chúc cho tụi mày sau này ra hết năm 12 thì sẽ chọn được cái nơi mà mình muốn, đi đến được cái chỗ mà mình mong. Sau này tụi mày nhớ, tụi mày đừng quên tao nghe. Má đi ra đường gặp tao nhớ chào một cái, vậy cũng vui rồi. Tao là Lý Bảo, là ba nho của lớp. Thì còn không bao lâu nữa thì chia tay nhau rồi. Thì tao chúc cho tụi mày thi thật tốt trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn tụi mày, mấy các bạn trong lớp trong năm vừa qua. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là, mọi người trong lớp hay gọi mình là Hendrix. Mình là đại diện cho cái gia đình của mình trong lớp, được gọi là gia đình Doraemon hay còn gọi là Doraemon Family.
mà gia đình của mình tới 13 bạn lận, nhưng mà bên đây có một mình nên mình đây à. Nên là mình muốn gửi tới gia đình của mình là buổi chiều mọi người không đi là một hối tiếc, rất là hối tiếc của mọi người. Buổi sáng đi hơi mệt thiệt, nhưng mà buổi chiều là một điều rất là vui vẻ. Mình muốn gửi đến gia đình của mình là mong Minh Anh đừng có cọc cằn nữa, chị Hên bớt giang hồ lại. Và đây là mình muốn gửi đến tất cả các bạn trong lớp là mình mong tất cả các bạn sẽ đậu tốt nghiệp, đậu vào trường đại học mình mong muốn. Những ai không đi học đại học sẽ làm những có công việc sau này mình sẽ thành công hơn, thực hiện những ước mơ của mình, như là làm một nữ doanh nhân, một chủ nhà hàng, nữ tiếp viên hàng không, hoặc là cái gì đó mà mọi người thích. Mong mọi người sẽ đậu tốt nghiệp và đậu nguyện vọng một của mình. Và mình cảm ơn các bạn đã ở bên mình khi mà năm 12 này là một cái năm thanh xuân của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Thank you.
never be alone. No, look me in the eyes, 'cause I still love you. Mày nói gì đó này anh? Cái đầu cú dính xuống. Tính tạo được luôn. Mày á, mày lôi cái đầu xuống đi.